dỗ dành khi bé quấy khóc. Có phải là mẹ đã rất là hoang mang và lo lắng khi mà thấy bé nhà mình vào cái khung giờ mà quấy, bạn ấy rất là khó chịu này, khóc lóc này. Và cái việc mà chúng ta trấn an con lúc này sẽ rất là quan trọng, sẽ giúp cho bé cảm giác được an toàn. Thế thì chúng ta có thể áp dụng những cách như sau để giúp cho bé có thể mình khóc ha. Cách đầu tiên đơn giản đó là mình chỉ cần là ôm bé lên thôi. Chúng ta ôm con như thế này này. Thì có những bé chỉ cần ôm như thế này thôi thì bé cũng đã đủ cảm thấy an toàn và bé nín khóc rồi. Tuy nhiên một số bé mà khó chịu hơn thì có thể là sẽ cần phải bế vác vai, có nghĩa là chúng ta bế đứng bé lên. Thế thì nếu như mà ôm tư thế này mà bé vẫn khóc thì mẹ có thể dùng cái tay, dùng cái cẳng tay, chúng ta ôm toàn bộ cột sống thắt lưng con và chúng ta đưa lên gáy con này. Và sau đó cái tay này này, mình đỡ như thế nhá. Mình đưa ra như vậy này. Và mình sẽ đưa con cao lên để làm sao mà cái cằm con á, ngay cái vai của mẹ này ha. Đây, cằm con nó sẽ ngay ở cái bả vai của mẹ như thế này này. Và cố gắng là cái tay này sẽ luôn luôn giữ ở cái phần gáy con ha, để giúp cho cái đầu và cái cổ con nó được chắc này ha. Và với cách này ấy, thì Trâm thấy là nhiều bé sẽ rất là dễ chịu. Tuy nhiên ở một số bé mà khó chịu hơn á, thì đôi khi bé như vậy bé vẫn không còn nín khóc, thì lúc này mẹ có thể làm những cái thao tác đong đưa nhẹ nhàng. Tại vì thực ra em bé rất là thích những cái động tác đong đưa nhẹ nhàng. Thì hoặc là mẹ có thể đong đưa qua lại như thế này. Và mẹ nhớ là hai cái tay của mình sẽ giữ chắc ở phần bông con và phần gáy con nha. Chúng ta sẽ đong đưa một cách rất là nhẹ nhàng như thế này. Hoặc là chúng ta sẽ đưa người ra trước sau như thế này. Là một cách rất là nhẹ nhàng thì cũng có thể khiến cho em bé trấn an và nín khóc. Tuy nhiên ở những em bé mà khó chịu hơn á, thì những cách này đôi khi sẽ không ăn thua đối với bé. Thì lúc này mẹ có thể là đứng lên và đi tới đi lui khắp nhà và với cái tư thế như thế này ha. Hoặc là mẹ có thể là cho con vào cái xe đẩy á, và chúng ta cũng có thể là đẩy quanh nhà. Có nghĩa là bằng cách này hay là cách khác, miễn sao là bé có thể nín khóc là được các mẹ ha. Nhiều mẹ cũng sẽ thắc mắc là nếu mà chúng ta bế con như vậy á, thì sẽ khiến cho con bị quen này. Thì sau này khi mà ngủ á, thì cũng phải ẵm như vậy á, thì bé mới có thể ngủ tốt được. Tuy nhiên á, thì cái hệ thần kinh của em bé mà dưới 2 tuổi thì nó chưa hoàn thiện. Và cái giấc ngủ REM hay còn gọi là giấc ngủ nông, nó chiếm tới 50% cái chu kỳ ngủ. Trong khi đó thì người lớn có 20% thôi. Cho nên cái việc ngủ của em bé rất là khó khăn. Cho nên nếu như chúng ta có một cái sự hỗ trợ nhất định nào đó thì cũng sẽ khiến cho em bé có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Thì điều này cũng là một cái điều tốt, chứ không phải là sẽ khiến cho em bé dễ bị phụ thuộc đâu các mẹ ha. Nếu như mà các mẹ cần Trâm hỗ trợ bất kỳ một vấn đề gì khi nuôi con bằng sữa mẹ thì có thể là nhắn với Trâm nha.